Trong một video gần đây thì tôi đã rảnh rỗi đi bắt một con Venusaur siêu to khổng lồ và hứa rằng sẽ sử dụng nó trong một team hệ cỏ. Và nhân dịp lễ này thì con Venusaur đó sẽ xuất hiện trong video đánh răng ngày hôm nay. Ok, tôi biết là tôi xài Pokemon hệ cỏ hơi nhiều, cho nên là tôi quyết định sẽ làm hai video về team hệ cỏ trong hai ngày lễ luôn. Và trong team này thì có con Venusaur siêu to khổng lồ mà tôi đã đi bắt trong video cách đây không lâu. Đừng hỏi tại sao tôi xài Pokemon hệ cỏ nhiều vậy. Ước mơ trở thành team leader hệ cỏ bắt đầu từ hồi rất lâu khi còn nhỏ của tôi rồi. Đấy, bây giờ là bên kia có Tornadus, à, mình cũng sợ nha. Có Glimmora cũng sợ luôn, thêm Chiyu nữa. Nhưng mà không sao, điếc thì không sợ súng. Tôi sẽ chọn... Ok, Rillaboom, Ogapon, Whipsicott và Big Buddy, anh bạn Venusaur của tôi. Con Venusaur này thì tôi sẽ cho nó cầm Wildlands để làm gì? Để ru ngủ đối thủ. Một kiểu chơi mà ít ai chơi nhờ. Tôi thấy ít ai chơi, tôi sẽ chơi thử. Rồi, hy vọng là sẽ qua được trót lọt trận đầu tiên nhé. Ngoài trời giờ nắng quá đi chơi không nổi, cho nên là tôi sẽ đánh răng 2 ngày liên tiếp luôn, cho những ngày lễ sôi động. Rồi, vô nè. Oh, Tornadus và Chiyu. Trời, con Venusaur nó bự, nó che hết nửa cái màn hình rồi. Chiyu nó giảm phòng thủ đặc biệt của tụi mình xuống rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ xài... Tôi nghĩ là tôi nên Tailwind để tăng tốc độ. Dù sao hai con kia nó cũng nhanh hơn mình. Tôi không thể nào dựng trời nắng bây giờ được. Dựng trời nắng bây giờ là con Chiyu nướng hai tụi mình chết hết. Xong tôi sẽ Terra con Venusaur thành hệ đất. Sau đó thì... Để coi con nào... Hai con phía trước con nào cũng đáng sợ với hệ cỏ hết. Nhưng mà tôi nghĩ con Tornadus đánh... Chiêu Big Windstorm của nó đánh được hai đối thủ thì... Nên ru ngủ nó trước. Cái đầu tiên phải xác định điều kiện thắng của tụi mình là... điều kiện thắng của tụi mình là... Đánh chết được con Chiyu và cả con Tornadus. Điều kiện thắng này hơi nhiều ạ. Nó cũng thổi bão rồi. Trời ơi, mới vô nó chơi hit wave rồi bé ơi. Trời đất ơi. Cũng may là con Venusaur né được. Bây giờ thì ru ngủ đi nè. Con Tornadus phải ngủ. Đấy. Cầm Wildlands để tăng thêm 10% độ đánh trúng của kill Sleep Powder. Nó cũng có giá trị một chút, mặc dù chỉ có một item xài được chơi con kill. Bây giờ tôi phải dừng. Giờ là tôi đang gọi là xuống sát một lần thử nha. Tôi dựng trời nắng để cho tốc độ con Venusaur là cao nhất. Xong sau đó là tôi sẽ up power vô con Chiyu. Hy vọng là con Chiyu sẽ chết liền. Còn nó không chết thì tôi chết. Hãy xem đây. Rồi, biết ai chết rồi đó. Biết ai chết rồi đó. Đúng rồi, liều ăn nhiều. Rồi, xong luôn, chết hai con nha. Có một chút xíu vậy mà cũng không có xử được con Chiyu nữa. Thích gì đâu. Thắng nổi không ta? Còn hai con nữa à. Tôi nghĩ là tôi bên nào cũng vậy thôi. Con nào ra bên phải bên trái gì cũng vậy thôi. Nhưng mà được cái con Rillaboom sẽ có thể xử được con Chiyu nhờ vào hai chiêu ưu tiên của nó. Mà cũng hơn là con Tornadus nó ngủ rồi, nó không xài chiêu hệ bay được, cho nên mấy tụi hệ cỏ này cũng an toàn được một chút. Nhưng nếu lượt sau nó tỉnh lại liền thì tôi không chắc. Chỉ cầu mong là lượt sau con Tornadus khoan tỉnh lại đã. Tôi sẽ sử dụng Ivy Cudgel, dùi cui chấm nước mắm để mà xử con Tornadus liền trong trời nắng này. Hãy xem đây, đòn này là cho bạn bè của ta. Mày hả bưởi. Rồi Tornadus đừng tỉnh nha cưng, đừng tỉnh, khoan tỉnh rồi. Đấy. Một phát ăn luôn không? Nếu con Tornadus xoay theo hướng là phòng thủ thì tôi nghĩ cũng khó ăn đấy chứ. Chắc con Tornadus này xoay theo hướng hỗ trợ rồi tấn công luôn quá. Đấy, chỉ tỷ số giờ cân bằng. Con tiếp theo là con gì đây? Glimmora. Ok, điều kiện thắng của tụi mình là phải đánh bại con Glimmora. Hệ độc.
Ok, Okapon thì không đáng sợ lắm trong trời nắng. Okapon nước và cỏ thì không đáng sợ lắm trong trời nắng. Nói chung là mình phải xử được con Climora trước. Nhưng tôi không biết là con Climora sức chịu đựng nó sẽ như thế nào. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ Crush Decline nó trong lượt này, rồi bảo vệ Okapon lửa. Dò thử coi tụi nó xài chiêu gì. Terra là sao ta? Là nó muốn xuống sát với con Okapon lửa của mình luôn hả? Đúng không? Rồi chắc nó xử con Okapon lửa của mình trước, cho nên ok, mình bảo vệ thì cũng hợp lý đi. Ồ, nửa cây máu của Climora. Đáng ra con Climora nên để ra trước nhờ, để nó set up bẫy độc. Thì mình đoán đúng rồi. Úi cha, đau nha mày. Hên là mình có Assovest thì mình mới trụ được tròn đó nhờ. Hết Tailwind. Hai bên đều hết Tailwind hết rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đánh cược một lần là giữ cái Okapon nước ở đây thì cũng không an toàn cho lắm. Tôi nghĩ là tôi sẽ Crush Decline nhân lúc mà sàn cỏ còn tác dụng, còn Stomping Tantrum sẽ giữ cho Climora. Tôi không biết là chiêu Crush Decline nó sẽ gây được bao nhiêu tổn thất cho con Okapon nước bên kia nữa. Thử thôi. Wow. Ủa, một lần đi luôn hả? Ghê hả? Rillaboom đỉnh vậy? Wow. Ê, tôi không nghĩ là một đòn Crush Decline của Rillaboom mà xử được con Okapon nước mình bển luôn á. Ok, bây giờ thì chuyển bài hình thắng thiệt rồi. Hên quá, tưởng thua tới nơi rồi chứ. Giờ rải độc còn tác dụng gì nữa đâu em. Tạm biệt. Bye bye. Ok, trận đầu tiên chúng ta đã thắng một bàn thua trông thấy. Hy vọng trận thứ hai cũng sẽ suôn sẻ như vậy. Tôi hy vọng thôi. Ok, qua màn 2 thì bên kia đang có khá là nhiều con thấy là lạ, thấy là lạ. Có Snorlax, chưa ai sử dụng. Tôi sẽ sử dụng đội hình cũ thôi. Thêm con hồng hạt chắc là để copy star của con nào đó. Tôi không biết là nó copy star của con nào, copy chỉ số tăng của con nào đó. Nó có đặc tính đó. Còn giờ sao đây? Snorlax và Incineroar. Đi đâu cũng thấy con quỷ mèo đó trơn. Mày đúng là con quỷ. Để coi, tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng Sunny Day. Cái này hơi liều ăn nhiều một chút, tại con mèo nó sẽ có sử dụng Flare Blitz. Nhưng mà thôi kệ, tôi sẽ Terra thành hệ đất và xử con mồng lèo đó. Hãy xem đi. Ta-da. Tôi nghĩ là một chiêu up power mà không cầm life up không đủ xử con mèo đâu. Ok, chính xác, nhưng mà dù sao mình cũng có thể cấu được máu của nó cho nó yếu xíu. Chút hồi xài chiêu ưu tiên thì nó dễ hơn. Thorn á. Ok, mình thích tao chiều. Chơi tới bến luôn mày. Belly drum. Oh my god. Con Snorlax hình như là sinh lực nó mạnh lắm ấy. Con này cũng cứng lắm. Nếu mà bây giờ thì mình có hai mối đe dọa là con Incineroar và con Snorlax. Tôi không biết là con Snorlax sẽ sử dụng chiêu gì. Tôi nghĩ là mình sẽ dồn sức để xử con Snorlax. Nó mới cộng 6 tấn công vật lý của nó luôn ấy.
Nó rút con Incineroar về để làm gì? Nó cho con hồng hạt ra. Wow. Dạ thế là chúng ta bên kia có hai con Pokemon đang có công đặc biệt cộng 6. Thật vô nghĩa. Gì Agatha? Ok. Ok. Ui. Vậy mà không có đủ xử nó luôn ấy. Recycle. Wow. Snorlax cứng quá. Một ngày nào đó tôi sẽ sử dụng con Snorlax đó. Bây giờ thì tôi nghĩ là chiêu Moonblast sẽ để dành cho con hồng hạt. Sử hồng hạt. Còn lại thì tôi sẽ ru ngủ con Snorlax. Dạ. Trượt rồi. Oh my god. Oh my god. Chúng ta trượt rồi. Ủa con hồng hạt tốc độ cao hơn Whiskas nữa hả? Ghê vậy. Nhưng không sao. Xem đây. Dạ, yeah, bye bye. Không nghĩ Whiskas đánh mạnh vậy hả? Recycle nữa. Ê con, cũng may con này nó chưa xuất chiêu nha. Sao nó cứ hồi máu hoài vậy ta? Ủa, máy bị gì vậy? Ok, xin lỗi mọi người, cái máy tôi nó mới bị chết xong và bây giờ tôi sẽ trở lại. Nói chung thì bên kia nó mới cho ra con Golden Go. Tình hình trận đấu thì không bị bỏ lỡ quá nhiều đâu. Tôi sẽ... Đó, lần này ru ngủ được con Snorlax rồi nè. Trời đất ơi. Lúc nãy mà ru ngủ được thì còn mừng rồi. Ui da. Đau nha. Cái con cậu vàng nó tao phải bán nó mới được. Bây giờ tôi sẽ một phát Ivy Control để xử con Snorlax. Con nó phiền quá. Earth Power hả? Hay sao ta? Weather Ball đi. Để coi con Golden Go còn sống không. Họ Terra con gì vậy? Terra Golden Go thành hệ thép hả ta? Hệ bay á. À họ tưởng mình xài chiêu Earth Power. Nhưng đâu có chuyện đó cưng. Cũng không nhiều máu lắm. Xem đây. Bên kia xài uổng con Snorlax quá nhờ. Sao bên kia cứ hồi máu hoài thế? Biết con Snorlax nó cứng sẵn rồi mà. Eo, con Golden Go đánh đau thế. Nó chưa kịp Nasty Plot mà sao nó đánh đau thế. Rồi, bây giờ bên mình đang máu của hai con chủ chốt bên mình đang màu đỏ, chét đỏ lè luôn nha. Tôi không nghĩ là một tín hiệu tốt đâu. Để coi, ru ngủ, tôi nghĩ tôi ru ngủ con Incineroar đi. Trong lúc mà nó... Ủa sao kìa? Cái tay cầm nó bị lờn rồi bay ơi. Bấm lộn con... Rồi. Phí một lượt không? Cái tay cầm nó bị lờn. Oh my god. Rồi. Không. Chúng ta vẫn còn hai con nữa mà. Trời đất. Có thể vậy luôn á hả? Cái tay cầm tôi bị lờn. Sao bấm qua bấm chuyển qua con Incineroar không được. Và thế là chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội ru ngủ con Incineroar. Nhưng không sao. Không sao hết. Ngày mai vẫn tươi sáng. Bây giờ thì Rillaboom có Crushy Clay sẽ xử được một ít máu còn lại của con Incineroar. Còn có con cậu vàng đó thì sao đây? Tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ nhắm vô con Incineroar hết. Nếu mà nó chưa gục, phải xử được Incineroar thì cuộc đời mình mới tươi sáng được. Mày hãy xem đây. Đó, vĩnh biệt cụ. Trời ơi, nó phiền. Con quỷ mụn này nó phiền. Ê, yeah. Có cơ hội thắng nha.
không còn sợ gì nữa. Bye bye Winsicott. Cưng đã làm rất tốt rồi. Giờ là sân đấu của chúng ta nè cưng. Crashy Climb một lần nữa là bye luôn. Bye bye. Yeah. Tuyệt vời. Hên quá, tưởng thua trận này rồi chứ. Cái tay cầm lúc nãy nó cũng chơi mình nữa chứ. Chơi riết cái tay cầm nó bị lờn nữa đây. Rồi chúng ta qua trận cuối cùng của màn hôm nay. Pokemon hệ cỏ nhìn vậy chứ mạnh quá. Cái này là tại mấy con Pokemon này mạnh đó chứ. Bây giờ bên kia nó đang có Indeedee và cả Urshifu cùng với... Sao mình không sợ? Nãy giờ tôi chưa xài con Wuchin. Tôi không biết là nên xài Wuchin hay không. Tại bên bển đang có hai Pokemon hệ siêu linh và chắc chắn là tụi nó sẽ có gì môi trường tâm linh. Mình phải có Rillaboom để đè lại tụi nó nè. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng nên xài Wuchin để cản chiêu Expanding Force của Indeedee và Iron Crown. Còn lại thì Among Us hả ta? Among Us cũng được. Nhưng mà tôi cảm thấy trận này không nên xài Among Us. Khó nghĩ quá ta. Chắc chắn là phải có Rillaboom và Ugapon rồi đó. Rồi, vậy đi. Sao cũng được. Thắng 2 trận rồi mà. Thua chịu. Vô nè. Con gì đây, con gì đây? Urshifu nước nha. Urshifu nước cùng với lại Iron Crown. Giờ sao ta? Tôi nghĩ là tôi sẽ sử dụng chiêu hệ cỏ hút máu con Urshifu nước. Foul play thì đối với con Iron Crown nó không theo hướng vật lý cho nên là chắc cũng không có gì ra nhiều máu lắm đâu. Thử hút máu con Urshifu nước coi được bao nhiêu máu. Dù tôi biết là con Urshifu nước nó sẽ sử dụng chiêu đảo đồng đội ra. Ủa nó có chiêu gì ta? Flip turn hả? Phải không? Hay U-turn? Thôi kệ đi. Chắc chắn là sẽ đảo đồng đội ra đó. Chứ nó không đứng đây đánh với hai con hệ cỏ đâu. Nhưng mà tôi muốn thử. Eo. Lấy được hơn nửa máu một chút. Ok. Chắc là con Urshifu đó nó có Choice Band rồi đó. Nhưng mà Wuchin chịu được đòn U-turn nó cũng đỉnh à. Rồi bây giờ đã có môi trường tâm linh rồi. Mình không xài chiêu tiên được nữa. Phải làm sao đây? Làm gì đây? Làm gì đây? Tôi sẽ foul play vô con Uncrown. Coi thử làm sao. Moon Blast. Bây giờ lại không sử dụng chiêu tiên được nữa rồi. Thôi thì cứ cấu miếng máu của con Uncrown đi. Dù gì giờ thì cấu miếng máu đi. Có Indeedee nó không xài Follow Me á. Oh my god. Chưa được đánh hai lượt, mình chết. Rồi, ok. Không sao Whiskey, mày đã làm rất tốt rồi. Trận này căng nha, trận này căng nha. Ok luôn, chúng ta đi luôn con Wuchin rồi. Không sao, chúng ta có thể dùng Rillaboom để đè lại môi trường tâm linh. Ít nhất là trong lượt này chúng ta sẽ chiếm ưu thế.
Rồi, bây giờ là tôi không biết tôi nên fake cao hay là tôi nên crash decline. Ivy Kirchho, chắc là con NDD đó nó sẽ follow me để hút chiêu về phía nó, không cho mình xử con Iron Crown. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ dồn hết sức để mà xử con NDD trước. Trừ khi con NDD nó xài Trick Room, rút NDD về đó. À, chắc nó muốn đè lại môi trường cỏ của mình. Ok, mày ra đây chỉ có chết thôi con. À ha, hãy xem đây, dùi cui chấm nước mắm. Bye bye. Ok, xử được con Urshifu cũng mừng đi. Giờ sao ta? Giờ nó còn con gì nữa nhỉ? Bên kia hình như bên đó còn 3 con lận. Ừ, còn 3 con lận. Mình mới đánh chết có 1 con à. 2 cần 4 nha, 2 cần 4. Giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ knock up. Cỡ nào của NDD nó cũng hút chiêu về thôi. Dồn hết sức vậy. Xem đây. Hello bà nội nè con. Coi bà nội mày đánh nè. Không có gì qua được roi bà nội hết. Hy vọng là thấy chưa, follow me đàng hoàng. Mày đã muốn nhận tội giùm thì bà nội còn gì để nói nữa. Dùi cui bà nội đánh nè. Yeah. Ôi, tôi tưởng có NDD nó sẽ chịu được đòn đó chứ. Vậy thì đòn này tới mày. Bye bye. Yeah, chúng ta lại chuyển lại thành thắng một lần nữa. Thôi mình cũng hết tailwind rồi. Ừ, hên là mình có tailwind. Không sao, hai đứa trước đi để lại di sản cũng nhiều chứ. Cái này thì tôi nghĩ tôi nên Ivy Kirchho dùng hết sức đánh thôi. Tôi nghĩ nó không có protect đâu. Có protect cũng làm được gì. Một Dazzling Gleam còn làm được gì hay anh nữa. Tới lúc rồi. Hiya. Oh, Focus Sash. Ok, để ông đây dạy mày thế nào là Như Lai thần trưởng. Yeah. Ha 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 ha. Thế là chúng ta đã thắng được trận thứ 3. Đỉnh. Đây là chắc lần thứ 2 tôi thắng 3 trận liên tiếp. Sau cái màn sử dụng team full hệ bóng tối thì đây là lần thứ 2 tôi thắng 3 trận liên tiếp. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúng ta sẽ sử dụng team hệ cỏ này để mà đánh răng một lần nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Nghỉ lễ vui vẻ, đừng ra ngoài đường sốc nhiệt á. Bye bye.